Đây là mẫu hũ đựng muối, đường, gạo, các thứ, hoặc là đựng mỡ rồi nha các bạn. Đây mình có 3 kích thước. Cái lớn nhất thì mình đựng đường, hoặc muối thì đựng gần 2kg, 1.8kg. Cái như vậy thì công nhân của mình đang bán 60.000 đựng 2kg muối, đường hoặc là bột ngọt, tiêu. Hàng này dùng trong bếp công nghiệp. Gốm sứ cao cấp chất lượng. Và thấy không? Kích thước nó là 1.8. Một lớn như vậy thì bên mình bán là 60.000. Đây là cái size nhỏ hơn. Size này thì thường sử dụng trong gia đình.